Chào cả nhà hết nha. Mình đang đứng review một đá màu nha cả nhà. Một đá màu màu tím, màu trắng, màu tím. Còn mấy cái cục màu xanh đó là đá phong thủy. Đá phong thủy à, cục màu tím bự nè. Mấy cục đen đen nó cũng là đá phong thủy. Mấy này là đá phong thủy nha cả nhà. Mấy cục màu tím nè à, cả nhà thấy không? 41 euro. Cục này 43 euro. Cái phong thủy này 185 euro nha. Đây. Ở trong kia 180 euro giống nhau. 20 kg. Còn cái cục này, cục này 108 euro. Cục dài này, cục trắng này thì 45 euro, 45 euro. Còn hai cái cục này là 140 euro. Còn cái cục đá đó là 65 euro. Cái cục trắng là 45 euro. Cái cục nhỏ ở trong là 46 euro. Cái cục này 117 euro. Ở nhà thấy không? Không có rẻ thấy chưa? Cái gì cũng rất là mắc. Nhưng mà nó đẹp, nó phong thủy. Còn đây cục nữa rồi nha. Cục này 128 euro. Cục vàng vàng này nè, 128 euro. Giờ hai cái cục trắng dưới này nè, hai cục trắng này là 120 euro. Hai cái cục này là 117 euro. Còn cái dòng đủ màu hết á thì 37 euro. Còn cái cộng dây chuyền để coi. Cộng dây chuyền này 60 euro. Hột giống như hột hột đá đá phong đá màu phong thủy đó cả nhà, giống như cẩm thạch vậy nha. Nhưng mà nó không phải cẩm thạch. Nó chỉ là cục đá màu thôi. Nè cả nhà mình thấy chiếc mô tô chưa? Chiếc mô tô này ai mà bự con dữ lắm mới chạy được, cái nhỏ nhỏ con này nó cái chiếc này nó giật lại thôi. Cái này cũng là người tầm kêu bằng bự con nha, 1m8 nha. Và bự con đô con mới kìa là ôm chiếc xe này chạy được thôi nha. Còn nhỏ nhỏ con là kể như chiếc xe này nó hút một cái là té luôn. Nó mạnh lắm nha cả nhà. Nhà thấy chiếc xe không? Thấy đã không? Bên Việt Nam làm gì có loại này. Cả nhà thấy cái bộ máy đó không? Bộ máy tự dưới lên tới bình xăng luôn. Bộ máy nó giống như là cái bộ máy xe hơi vậy nha, chứ không phải bánh xe ấy, xe Honda. Và cái bánh ở trước nhỏ, bánh ở sau nè, cả nhà mình thấy bánh ở sau nè. Đó, bánh ở sau bự tảng thần không? Thấy chưa? Chiếc xe này hình như là chiếc xe của Mỹ chứ không phải của Pháp nha. Này cả nhà ơi, cả nhà thấy cái hộp đá màu màu tím bự không?
Cái cục bự này tím này nè 450 euro nha cả nhà, 450 euro cái cục tím này nè. Còn cục trắng trắng nhỏ này thì nó 54 euro. Còn cái này 49 euro. Cục mà vàng này. Còn cục trắng này thì 38 euro. Cả nhà mình thấy không? Trời nắng quá. Đó, người ta làm ra sản phẩm người ta bán á, dây chuyền là cái mặt đủ màu á nha cả nhà. Đây cả nhà mình thấy người ta làm ra sản phẩm này mặt dây chuyền. Đó. Đủ thứ hết nha cả nhà. Đó, dòng đeo tay phong thủy nè. Dòng đeo tay phong thủy nè, đủ màu hết, 8 đồng một dây nha cả nhà. Mình thích nhất là cái dây ba cái dây cộng dây này nè, màu xanh, màu trắng với màu xanh trong nữa. À, cả nhà thấy không? 8 euro một cộng nha. Một sợi dây đeo tay. Đó, người ta làm á. Cả nhà thấy đẹp rồi chưa? Mấy cái đá phong thủy để trong tủ trưng nữa cả nhà. Đó, cả nhà thấy cây bự đó không? 65 euro nha. Mấy cây nhỏ xíu này là cây 29 euro. 29 euro cây nhỏ nhỏ. Còn cây bự đó là 65 euro nha. Đó. Đây là những cái xài dòng phong thủy luôn nha cả nhà. Cả nhà thấy đẹp không? Đó, đây là cục màu tím nè. 360 euro cái cục màu tím này nha cả nhà. Cục màu tím nhọn nhọn này nè. Đó, người ta làm dây chuyền á, cái mặt đó đó, cái mặt phong thủy, đá phong thủy á. Rất là mắc tiền nha cả nhà. Cái cục màu xanh xanh này cả nhà biết nhiêu? 101 nha. 110 euro á. 110 euro. Rất đẹp phải không cả nhà? Thôi, cái video của mình xin kết thúc nha cả nhà nha. Chúc cả nhà vui vẻ. Ồ ba cả nhà.